Ngay sau hội thảo cải cách giáo dục bậc đại học vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tuần qua, công luận lại một lần nữa sôi động về vụ việc của trường Đại học Hoa Sen. Đây là trường đại học tư hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. Sau một quá trình hoạt động hết sức ổn thỏa, thì nay tranh chấp giữa cổ đông và hội đồng quản trị đã nảy sinh. Sáng ngày 2 tháng 8, Đại hội đồng cổ đông bất thường Đại học Hoa Sen năm 2014 đã diễn ra với 84 người tham gia, chiếm hơn 70% cổ phần. Đại hội này do một nhóm cổ đông chiếm hơn 30% cổ phần triệu tập. Với cáo buộc che giấu doanh thu, đại hội yêu cầu bãi nhiệm hiệu trưởng, hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhà trường. Tuy nhiên, tại một cuộc gặp gỡ với báo chí diễn ra vào ngày 4 tháng 8, đại diện hội đồng quản trị Đại học Hoa Sen khẳng định Đại hội đồng cổ đông bất thường chưa đủ điều kiện tỷ lệ cổ đông cần thiết để tiến hành. Do vậy, hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã có đề nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cấp lãnh đạo không công nhận kết quả của đại hội đồng cổ đông bất thường này. Ở đây nó sai pháp luật ở cái chỗ đó là họ vừa nhờ ban kiểm soát đã nhận hồ sơ và đang tiến hành các cái công tác các chuẩn bị thì họ lại đồng thời nhờ luôn một thành viên đồng quản trị đứng ra để tổ chức đại hội, đó là điều sai luật định. Sau khi xem xét lại toàn bộ cổ đông á, thì nếu như cái biểu quyết tại đại hội có giá trị phải là 65%. 65% biểu quyết thì nó mới là có giá trị để mà tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Thế thì ở đây á, ra lại tất cả các cái cổ phần lại thì họ chỉ có 51%. Mà đã 59%. 59% thì không đủ điều kiện để mà tổ chức một đại hội hợp pháp. Nhiều ý kiến cho rằng mâu thuẫn cốt lõi giữa cổ đông và hội đồng quản trị là vấn đề phân chia cổ tức. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Đại học Hoa Sen đã thống nhất chia cổ tức 30%. Nhưng kể từ năm học này, mức cổ tức phân chia theo luật giáo dục đại học đối với mô hình đại học tư phi lợi nhuận chỉ được tối đa ngang bằng với lãi suất trái phiếu chính phủ. Điều này đã khiến cho rắc rối tiềm ẩn bấy lâu trong mô hình này bùng nổ. Mặt khác, trong khi đại hội đồng cổ đông bất thường được cho là tổ chức sai luật, thì buổi gặp gỡ báo chí mà hội đồng quản trị Đại học Hoa Sen tổ chức vào hôm 4 tháng 8 vừa qua cũng đã diễn ra mà chưa xin phép Sở Thông tin Truyền thông. Làm thế nào để giải quyết một vấn đề chưa có tiền lệ trong giáo dục đại học Việt Nam? Nhiều chuyên gia cho rằng vụ việc Đại học Hoa Sen sẽ là một thách thức lớn không chỉ đối với bản thân sự tồn tại của trường mà còn đối với luật giáo dục đại học. Quý vị, rõ ràng đã có sự xung đột lợi ích rất lớn trong mô hình bắt tay giữa doanh nghiệp và nhà trường. Câu hỏi đặt ra là trong môi trường pháp lý chưa chặt chẽ, chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào và mô hình tư thục phi lợi nhuận mà Đại học Hoa Sen đang theo đuổi có phải là kết quả của một cuộc hôn nhân đồng sàn dị mộng hay không? Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện với chín người trong cuộc, tâm điểm của dư luận trong thời gian vừa qua, tiến sĩ Bùi Trân Phượng, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen. Dạ thưa bà, thì trước những tranh chấp giữa cổ đông và hội đồng quản trị trong thời gian qua, rõ ràng đã có xung đột lợi ích rất lớn giữa những người góp vốn thành lập trường. Bà nhìn nhận như thế nào về xung đột này và liệu có phải xung đột này chính là mấu chốt khiến cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp và những người làm giáo dục trở thành kết quả của một cuộc hôn nhân đồng sàn dị mộng hay không? Tôi không nghĩ rằng là cứ là doanh nghiệp thì tất yếu là phải xung đột với nhà trường. Và cứ là nhà trường muốn làm giáo dục thì tất yếu phải xung đột với nhà đầu tư. Cho nên phải nói đối với trường Hoa Sen, doanh nghiệp là quan trọng và doanh nghiệp là một đối tác đường dài có mặt với mình từ đầu đến cuối chứ không phải chỉ khi mình cần, không có ăn sổi ở thì. Tuy nhiên cũng phải phân biệt là cái sự hợp tác nào là hợp tác có triển vọng để lâu dài, bền vững, mà sự hợp tác nào là sự hợp tác trong bản thân nó đã chứa đựng mầm mống của xung đột và phân ly. Nó sẽ lâu dài bền vững khi người ta ngay từ đầu xác định rõ với nhau là người ta muốn cùng làm gì với nhau. Ở đây tôi cho rằng nó có những yếu tố không minh bạch, nếu không muốn nói là không có phù hợp pháp luật trong cái sự cổ đông lớn đã thôn tính nhà trường bằng cái cách thôn tính cổ phần. Vậy thì với những hành động được cho là có tính thôn tính như vậy, thì với bối cảnh cơ sở pháp lý hiện tại, hội đồng quản trị có thể làm gì để giải quyết? Ngay cả doanh nghiệp chuyên làm doanh nghiệp đi nữa, mà người ta là đã là nạn nhân của những cái thủ thuật như vậy á, thì người ta ra khỏi cái tình trạng đó chắc cũng không có phải là dễ dàng cho lắm. Huống chi chúng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm thương trường và phải nói rằng là nếu nói sai lầm, chúng tôi đã có sai lầm. Chúng tôi có thiếu sót trong cái việc là quản lý việc chuyển nhượng cổ phần.
Trong luật giáo dục đại học hiện nay có một quy định mà tôi rất mong muốn là có ngày nào nhà nước sẽ làm rõ hơn, là có quy định trong luật giáo dục đại học hay là trong nghị định 141 gì tôi không nhớ rõ, có cái quy định là việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của trường đại học tư thục phải do thủ tướng quy định để bảo đảm tính phát triển bền vững của nhà trường. Thì tôi cho đó là một cái nhận xét, một cái điều khoản rất là xác đáng của pháp luật. Tôi mong muốn nó được cụ thể hóa. Một câu hỏi mang tính cá nhân một chút, thưa bà, tôi cũng có gặp bà trong hội thảo cải cách giáo dục đại học vừa mới diễn ra gần đây. Dường như những ý kiến công kích đã ảnh hưởng đến bà ít nhiều, bằng chứng là sắc diện của bà hôm nay đã kém đi hẳn. Vậy thì trước những ý kiến đó, tại sao bà lại kiên quyết giữ chức hiệu trưởng của mình trong khi bà hoàn toàn có thể rời đi? Cái việc không liên quan đến cá nhân tôi đâu. Họ hiện nay thổi phồng lên cái chuyện cá nhân chẳng qua để làm cho tôi nản lòng, và vì không muốn mất cái danh dự của mình theo nghĩa nào đó thì tôi sẽ từ nhiệm để bước ra ngẩng cao đầu trong danh dự vân vân. Tôi nghĩ rằng như vậy sẽ rất tội nghiệp cho sinh viên, và trong cái tình trạng khó khăn ngày hôm nay của nó có cái trách nhiệm của cá nhân tôi, có cái lỗi của tôi, không phải chỉ là tôi chắc chắn rằng là tôi không hề bất kỳ ai có thể chứng minh được một sai phạm nào về minh bạch tài chính hay này nọ vân vân. Nhưng mà cái lỗi lớn của tôi là để tin lầm người. Cái thứ hai là cái bài toán phải giải, như chị đặt vấn đề lúc nãy, là mối quan hệ giữa doanh nghiệp, mối quan hệ giữa nhà đầu tư, làm thế nào hài hòa các lợi ích, làm thế nào đi từ một tình trạng này, một kiểu hợp tác này, sang một kiểu hợp tác có khác hơn, vì pháp luật đã thay đổi, thời thế đã thay đổi, mà vẫn giữ được sự hài hòa ổn định, thì đó đều là những bài toán khó mà tôi bước ra lúc này, thì sẽ là tôi chọn cái dễ dàng cho bản thân mình. Mỗi người có một quan niệm về trách nhiệm, đối với tôi như vậy là không đủ trách nhiệm. Một câu cuối cùng, thưa bà, Đại học Hoa Sen đã có hành động rất tích cực, đó là ra sức trấn an giảng viên, đặc biệt là sinh viên, để cho các bạn tập trung vào con đường học vấn của mình. Tuy nhiên cái gì phải ra cái đó, chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết. Đối với những mâu thuẫn hiện tại, ai sẽ đứng ra giải quyết và trả lại môi trường học tập ổn định cho sinh viên, thưa bà? Tôi nghĩ là chính các đương sự phải giải quyết chứ không còn ai hết. Các đương sự phải giải quyết có nghĩa là hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm trình với cấp trên và có trách nhiệm làm việc với cổ đông, khắc phục hậu quả của tất cả những cái gì đã xảy ra do sai sót của chúng tôi để trả lại cái quan hệ hài hòa mà chúng tôi đã có trước đây với cổ đông, rồi cùng với cổ đông đi đến cái giải pháp là hoàn thiện mô hình phi lợi nhuận. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều.